Trong một ngôi làng nhỏ, có một cô tiên tên là Linh Linh sống trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Mỗi ngày, cô dùng phép thuật để giúp mọi sinh vật xung quanh. Một ngày nọ, cô nhận ra rằng chuột hamster yêu quý của cô, đã bị mất tích. Linh Linh biết rằng cô đã bị bắt cóc bởi một quái vật đầy nguy hiểm từ khu rừng cạnh làng. Không muốn để cho cô gặp nguy hiểm, Linh Linh quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của đội đặc nhiệm chuyên chống ruồi mỗi kiến các loài sâu bọ và đôi khi là cả quái vật. Cùng nhau, họ bắt đầu hành trình qua khu rừng đen tối để tìm kiếm và giải cứu cô. Trên đường đi, họ gặp nhiều thử thách và nguy hiểm, nhưng với sức mạnh của phép thuật và sự can đảm của họ, họ cuối cùng tìm thấy cô bị giam giữ trong nhà của quái vật. Họ đã dùng mọi cách để chiến đấu với quái vật. Cuối cùng, với sự hợp tác của Linh Linh và đội đặc nhiệm nghiệp sư, họ đã đánh bại quái vật và giải thoát cho cô. Từ đó, cô trở về nhà an toàn, và mọi người trong làng biết ơn Linh Linh và vì sự dũng cảm và lòng tử tế của họ. Các bạn cảm thấy câu chuyện của mình như thế nào? Hãy để lại bình luận, like, đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nhé để xem và nghe những câu chuyện tiếp theo của mình nhé.